Chào cả nhà ha. Chiều hôm qua mình có giăng tay lưới cá ba màng á, lợi giăng ở ngoài cái ao ngoài ruộng của mình. Thì bây giờ mình đi gỡ cá, gỡ thử có dính không cả nhà. Hy vọng nó sẽ dính. Mấy bữa nay hôm nay không có ra clip, mấy nay bận công việc ở nhà quá không có ra clip được cả nhà. Thì bây giờ mình đi thăm nha. Đây, trong ruộng của mình nay nước ngập mênh mông nha. Sắp mấy bữa nữa sắp xả lúa lại, còn cá một cá với ăn mình rồi, tới mùng 2 là xả lúa lại rồi. Thì 27 28 gì bơm rồi. Bên tay kia mình có dính cò, lưới dẫn cầu cò có dính cò. Giờ mình đi cuốn lưới nha. Lưới mình nó nằm ở bên đây nè. Hy vọng là dính cá đừng dính cua không, lúc gài cua dữ dằn lắm nha. À, lưới nằm đó đó. Thì trước khi mình gỡ lưới mình thì thấy ông anh cũng đang cậu vớn, mình làm quay thử có dính không nha. Sản vật mà nước nổi có những gì nha. Bên kia có một cái nữa rồi, tại anh dỡ cái này trước đi. Có lương không em? Với anh Thiện tính đi ủ cua bắt mớ gì đâu em, hù quá thì cá trắng không. Rồi bạn anh á, chứ bọt ẹt bọt ẹt. Được cái này được 3 kg á. Ôi thắt lát vô nữa ta, nãy giờ đổ mấy cái rồi. Bây giờ mới ra đó hả? Có lý. Nay ít cá chốt này, không có mưa không có chốt rồi. Mưa dữ vậy. Đó, cá chốt nhóc luôn cả nhà. Bự không? Nghe ọt kẹt ớn quá. Ghê ghê chân quá. Có cái bả nữa. Cha chị hôm qua giải giải chài vô cái chốt gần cái bự hơn vào cái nữa, dài đây nè. Không có lương sao mùa này rồi. Ồ, cái thác lát bự quá. Mùa rồi lương dữ dằn, mùa này không có lương luôn. Thay lưới em nè, em dở lên một cái gần có 2 kg tôm à. Trời ơi cua lương cua không, bây giờ cái nước ruộng về luôn á. À, giờ mình qua cái kia luôn nha. Hồi ảnh qua cái kia mình đánh đổ nữa. Giờ mình đi qua cái kia trước nha cả nhà. Anh đi bằng xuồng với người tây, mình đi bộ. Anh đi qua đây đi trước đi, hồi về cuốn ta lưới quá trời. Nãy dở lên cái 20 con cua, cái này tan nát ta lưới luôn rồi. Trắng chạy nhô hết trơn nè cả nhà, lúc gài cá trắng rồi, cái cua quá, cua nhảy lưng tưng. Đồng này còn mấy bữa nó bơm nước rồi không có ấy được, không mình không mua vớn đặt được. Giờ anh đổ nha cả nhà. Đó. Cái này không có cá chốt luôn rồi. Cua cũng được, cua lúc gài cũng mấy chục ngàn ký chứ bộ. Không biết còn mắc không, mà bữa hổm 4 mấy ngàn, nay chắc còn 20 30 ngàn quá. Kệ, 25 ngàn ký cua cũng được. Bắt cho tiệt chủng bớt, mốt cũng cắn lúa banh chành hết. Chút nữa mình quay qua coi nha. Cua với ốc. Ô, được con lươn cái chạch tóc. Ô, cái chạch lâu quá mới gặp. Cá chạch mấy năm nay mới gặp luôn cả nhà ơi. Cá chạch ông ơi, cậu cá chạch bự cho bá lửa. Con thắt lát cũng bự. Rồi, có anh ba cái vớn được như đây nè, một bao cua luôn cả nhà ơi.
Thôi giờ mình về mình đi vớ lưới của mình nha cả nhà. Giờ không biết cái lưới nằm đâu nữa. Giờ mình đi về vớ lưới nha, lưới mình nằm đúc đẳng rồi. Rồi không xong rồi cả nhà ơi. Tôm quá trời tôm rồi. Tôm càng bự không cả nhà ơi. Quá trời mới vô dính tôm rồi. Tới số rồi chứ. Vậy rồi sao? Trời ơi, là ác. Quá ác rồi. Này có chắc có tâm con tôm á. Đêm hôm em đi ra bắt nhái ra thấy là gần cỡ. Không, hôm đâu thông lưới đâu, bỏ xịn chân rồi nè. Thôi giờ mình gỡ con cua rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Dính được con hàng đầu tiên cả nhà ơi. Cá phi đầu tiên. À trước thấy dính quá trời. Cái cua tôm gì thấy nó quay lòi thịt thịt chứ. Con hàng đầu tiên. Ô, lưới này lưới 4 phân nữa nha. Lưới 4 phân dính cá mini mini không à. Dặn chủ yếu cho mấy con đệ nó ăn, mấy con lươn nó ăn. Đấy, một con nữa. Có lý rồi nha. À, tiếp nha nha. Ồ, mấy con biển này chết sình uổng quá. Đây. Thua luôn, chết sình luôn rồi. Tối phải gỡ được quá, tối về mình đi công chuyện về tới thui luôn. Xẻ lưới luôn, xẻ lưới luôn. Một em. Cái biển này mang trứng hết trơn rồi nè. Khúc đặng dính qua thì cô luôn rồi. Hay dữ lắm, không biết sao gỡ đi. Tiếp tục tới luôn cả nhà. Tôm nữa cả nhà. Tôm này quỷ thiệt chứ. Tôm hay tôm. Tôm hay tôm. Buồn thiệt chứ. À, mình gỡ con tôm đi tiếp nha nè, kiếm cá quay tiếp nha. Cá bự này con chay vàng, chắc chay vàng nuôi quá nè. Thấy chay vàng mà không phải gặt rồi. Này không phải đồng tràm mà không phải gặt rồi. Này người ta nuôi cá thì nha. Lắc đâm vô tay là đau lắm. Này người ta nuôi ra thì ở với mình ta nuôi cái chay vàng nhiều lắm. Trời ơi mẹ. Cũng vàng tươi chứ là giống y như cá đồng phèn nha mà nó giá trị nó rẻ hơn cái tự nhiên. Nghe nha. Vàng tươi không? Dạ. À, tiếp nha. Trời ơi, hai con tôm nữa rồi cả nhà. Ôi chết nhỏ rồi, chết nhỏ với ghe rồi. Chết nhỏ với ghe rồi. Đây cả nhà ơi, một em nè, hai em nè. Trời trời, con tắt máy gỡ cả nhà. Cái cá hồng nữa cả nhà. Cá hồng có con cá này bông đẹp ghê luôn nè. Kẹp đi cái thao lại mình kẹp cái thao bông đẹp ghê mấy nè. Cá hồng ta nuôi gì ra nè. Dính luôn nhầm gỡ luôn chui đây một cục đi đây đâu mà gỡ. Gỡ một cục luôn rồi. Cá này chắc ta nuôi ra quá nè. Dính gì đâu mà. Chứ ở đây làm gì có cá này. Mấy ao nuôi quá. Ai. Nhìn ngon không? À, tiếp tục nữa nha. Cua nữa nha ơi. Cua hoài luôn. Buồn luôn. Thiệt tình chứ. Bẻ ngoe là bay hết. Bẻ ngoe là bay hết. Đem về chịu đặt trúm luôn cả nhà. Nóng nó lắm rồi. Bù lưới hả con.
còn chân nào bố đó. À, tiếp tục luôn. Ồ, trước chín hai ba cái phi. Ôi tôm nữa rồi, trời ơi chết luôn rồi, chết luôn rồi. Cà phê cũng dính nhóc là một con nè, một con cua nè, một con cá nè, một con cá nè, hai con cá nè, quá thì cá rồi. Đằng đẵng nữa kìa, quá trời nha ơi. Cả chục con rồi, giờ sao dính tờ cua này quá tài rồi, không được rồi. Một con, đừng manh động, nó chui xuống hang. Quá trời tôm. Cá không thì ngon mà có cua nữa không ngon này. My God. Cái ba màng này nhỏ quá nha, dính cá mini không. Phải lưới mà lưới 5 phân á, này lưới 4 phân. 5 phân dính cá bự bự đã lắm. Tiếp tục câu cá rô biển đá sơn, chưa đây giờ ăn cà phê trước đi. Cá rô biển đá thân đã lắm. Đây là cả nhà ơi, càng khủng này cả nhà ơi, quá đã quá đã. Sướng. Sảy cái cười đã. Ây da, đâm gì? Đây cả nhà, ui mang trứng nè, đang ôm trứng nè. Rúng đỏ đang sắp đẻ. Ui cá này đã. Tiếp tục, tiếp tục. Một con cua biển nữa mà nó chết ngẫm cua tỏi rồi. Đồng mình tính đi vũ cua, đi đặt vớn rồi mà nó sắp bơm nữa rồi nha. Bơm xạ nữa. Đó, đó. Tới bà ganh này có cua không mà sao dữ dữ vậy? Đây. Con hàng tiếp theo. Này nha. Cà phê được không? Tiếp tiếp nha nè. Quay cả nhà ơi, nè. Chích được hai cái đây là con nữa nha. Nãy giờ quá là cua rồi, không có quay kịp, không kịp quay. Đây. Một con cá tê vàng, tê lai không phải vàng rồi, thấy màu vàng mà không lê vàng dữ là lai rồi. Bông bông mà hơi vàng không lên, không không gặp. Rồi, còn kế tiếp. Trời ơi, trước kiếm con cá gì chà bá lửa mà dính đuôi này. Quá trời, quá trời. Nghiên cứu bẻ ngành nó mới được. Đây nó quất một phát là má nhận không ra luôn. Nó. Nó. Rồi cũng dính ngành nè, chảy máu nữa rồi cả nhà ơi. Có gì mạnh nhất ta? Ngổ thiệt. Nhức tới não luôn. Đây nha. Chảy máu hoài luôn, nhức ghê thiệt chứ. Phê. Ô, dính cà phê nữa, hay quá. Hay quá. Này giờ vô ruộng qua cái gom này ra mới được. Quá đại bả gom nữa. Quấn vô lưới luôn rồi. Rồi vô xả lưới riêng ra mới được. Ôi ôi cá mè hết ý. Hàng khủng về không. Cái này chiên tương ngon lắm cả nhà ơi. Chân tương chứ lộn.
kho tương cũng được, kho tương ngon hơn. Đó. Cho bá lửa chân tương rồi kho lạc chấm bông súng tùm lum món hết. Sảy nha, câu nó bự. Dính cà phê nữa rồi. Lội lắc lắc lắc. Tính quá ta gom nữa nha. Thôi mình đi tiếp đó nha. Đừng cá chốt rồi, anh Ba Ngạnh này. Dính anh Ba Ngạnh hết biết. Gì trước dính cá gô à, thấy gác quá trời. Có cua nữa gì. Ồ trứng tràn lên nè. Quá đã. Bẻ Ngạnh mới được bỏ vô tụng. À, tiếp tục tiếp tục đây cả nhà. Cà phê nữa buồn chứ. Thao lưới chuyện qua nhẹ anh, giờ thao lưới ginh đi mới không nổi đâu mà. Dính toàn là gom không. Rồi, mình trước thấy dính cà phê cái đống nữa rồi nha. Trời ơi. Cú này cú gì đây? Cú này cú gì đây? 4 5 con rồi rồi sao? Đây, đây 3 con đây 1 con nữa. Chết chú trơn rồi. Cỡ luôn chứ sao giờ. Ăn cá phi đực nữa nha. Nhìn đuôi đỏ đẻ. Quá đẻ quá đẻ. Chết nữa. À, mình dỡ gỡ băng cá này xong mình đi tiếp nha. Nãy giờ bỏ qua mớ cá cả nhà. Đây. Có dính cá này mình gọi tiếp nữa không? Hai con. Còn chưa kinh cua nữa. Số gì đâu. Con này trịt trắng. Đừng 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 đừng. Bẻ Ngạnh cho kịp tinh. Cút. Một. Hai Ngạnh chích nữa đi. Đây nha. Vô mình đã luôn cá gô à, gô mục tiêu à. Quá rút gà nhận lưới dính còn là gom rác không nha. Nói chừng 3 cái cá tạo nên gom rác không. Đó, tiếp luôn. Đó, tôm này trời ơi, tôm nữa rồi. Hai con tôm luôn. Chết. Thôi mình tắt máy nha. Mình cuốn xong lưới rồi cả nhà ơi. Đây, đây cánh đồng mình nè, nước ngập nè. Bên mông á nha, cái vớt nãy đó đó. Nãy mình lội tới đó. Mình dọn đây vuông mình nè. Thôi giờ mình vô cả nhà. Vô chút nữa mình quay cá cho cả nhà coi là bữa nay được bao nhiêu. Thì bữa nay không được nhiều. Tránh có người lội bờ ganh. Đi lùi dịch thì bắt bẫy quá. Rồi, giờ mình đi vô nhà nha. Giờ mình vô tới nhà nha cả nhà. Đâu thử số cá của mình được nhiều. Thấy cũng nặng lắm đấy, cỡ 2-3 ký cá. Có phi được không? Không nữa. Đúng rồi, ra hết đi con. Đã không? Tiền cũng có phi nè. Cà phê này không ngon. Con cá này mới ngon nè. Đó. Ngon, trứng không nha. Sản vật mùa nước nổi nè. Chín cua không, cá mè, mấy cá trê nữa nè. Rồi, cả nhà thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã quá nha, nhìn ngon quá.
Giờ mình sẽ mần mấy con cá chốt này, mấy con cá chốt này ngon quá. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà thấy hay nhớ ủng hộ mình nha.